Công an Quảng Ngãi hỗ trợ thai phụ sắp sinh bị nhà xe bỏ rơi giữa đường. Nổ bình ga tại quán mì cay ở Hải Dương. Bắt người phụ nữ bị truy nã đặc biệt sau hơn 20 năm lẩn trốn. Đối tượng truy nã bị bắt tại Long An, truyền mua bán thiếu nữ. Viện dưỡng lão Đà Nẵng bị đòi nhà, thu giấy phép vẫn cố thu tiền khách. Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức trên kênh YouTube Báo Lao động. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, mới đây, mạng xã hội xôn xao vụ việc một thai phụ cùng chồng và con nhỏ bị nhà xe bỏ rơi giữa đường. Vụ việc ngay lập tức đã nhận về làn sóng phẫn nộ của dư luận. Nhận được tin báo, công an tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời hỗ trợ gia đình thai phụ về quê an toàn. Trước đó, anh Lê Kim Khải, 38 tuổi, cùng vợ là Phạm Ngọc Bích, 28 tuổi, đang mang thai sắp sinh và con gái, thường trú tại thành phố Cần Thơ, đón xe từ thành phố Đà Nẵng về lại Cần Thơ. Khi đến địa bàn huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, thấy chị Bích có biểu hiện mệt mỏi, khó chịu nên nhà xe yêu cầu gia đình xuống xe đón xe khác vì sợ sinh trên xe. Lúc này, gia đình anh Khải không biết phải làm sao, đành phải đi bộ trong khi người vợ đang mang bầu đến ngày gần sinh. Được biết, chồng chị Bích cho biết do đã hết tiền nên anh rất lo sợ khi bị yêu cầu xuống xe, nếu xuống xe, cả gia đình sẽ không đủ tiền mua vé tiếp tục về quê. Anh Khải cố gắng thuyết phục tài xế nhưng bất thành. Anh Khải cho biết, đến thị trấn sông Vệ thì nhà xe bỏ gia đình chúng tôi xuống, Do hết tiền nên chúng tôi đành đi bộ, có điều đồ đạc lỉnh kỉnh, con tôi còn nhỏ, vợ lại mang thai nên cũng không đi được bao xa. May là các anh công an phát hiện và hỗ trợ. Nhận được thông tin trên từ Công an Thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, Phòng Cảnh sát Giao thông đã kịp thời đến hỗ trợ 2 triệu đồng và mua vé xe, đưa gia đình anh Khải, chị Bích cùng con nhỏ lên xe khách, về kịp quê Cần Thơ để sinh an toàn. Xin được chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Sáng ngày 27 tháng 5, người dân thuộc đường Ngô Quyền, thành phố Hải Dương bàng hoàng trước vụ nổ bình ga tại một quán mì cay. Vụ nổ khiến toàn bộ cửa kính tầng 1 của quán bị thổi bay và vỡ vụn, bắn xa hàng chục mét. Theo đó, ông Nguyễn Tắc Lũy, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Bình, thành phố Hải Dương xác nhận, vào sáng ngày 27 tháng 5, trên địa bàn đã xảy ra một vụ nổ bình ga tại quán ăn. Ông Lũy cũng cho biết, vụ nổ xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 phút tại quán lẩu Kim Chi, lẩu Thái mì cay 7 cấp độ Hàn Quốc tại số nhà 203 đường Ngô Quyền, thành phố Hải Dương. Vụ nổ khiến cho toàn bộ cửa kính tầng 1 của quán bị thổi bay và vỡ vụn, bán xa hàng chục mét. Thông tin ban đầu, vụ nổ khiến nhiều nhân viên của quán và ba người đi đường bị thương do mảnh kính văng vào, chưa ghi nhận nguy hiểm đến tính mạng. Ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, điều tra, bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng và điều tiết giao thông. Đồng thời, nhân viên quán và người dân xung quanh cũng tập trung quét dọn các mảnh kính vỡ trên đường để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Ngày 27 tháng 5, phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh Đắk Lắk thông tin vừa bắt giữ thành công đối tượng Trần Thị Huyền, sinh năm 1965 ở huyện Châu Thành tỉnh Kiên Giang, sau hơn 20 năm bị truy nã về tội giết người. Đối tượng Trần Thị Huyền bị truy nã đặc biệt theo quyết định ngày 1 tháng 4 năm 2002 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Kiên Giang về tội giết người. Tiếp đó, Công an tỉnh Đắk Lắc nhận tin báo về Huyền là đối tượng truy nã đặc biệt có thể đang trốn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắc. Sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Đắk Lắc đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch phân công một tổ công tác tiến hành xác minh thông tin và truy bắt đối tượng. Đến 23 giờ 25 phút ngày 26 tháng 5, lực lượng công an phát hiện Huyền tại xã Crono, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk và bắt giữ thành công đối tượng này. Thưa quý vị, tình trạng buôn bán người vẫn diễn ra hết sức phức tạp. Mới đây, lực lượng chức năng đã tóm gọn một đối tượng đang truy nã, vẫn mua bán các thiếu nữ và ép họ thực hiện công việc bất chính. Ngày 26 tháng 5, Công an thành phố Tân An tỉnh Long An đã tiến hành bàn giao đối tượng Lê Thành Đoàn, 37 tuổi, có hộ khẩu thường trú ở thị xã Sơn Tây thành phố Hà Nội cho Công an thành phố Hồ Chí Minh thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Theo thông tin được biết, Hoàng là đối tượng đang bị Công an thành phố Hồ Chí Minh truy nã do thực hiện hành vi chuyên mua các thiếu nữ về giam lỏng, ép làm công việc bất chính. Cụ thể, đầu tháng 12 năm 2022, Công an quận 12 ập vào kiểm tra khách sạn do đoàn thuê để kinh doanh, phát hiện 11 cô gái trẻ, trong đó có người chỉ mới 14 tuổi bị giam lỏng ở đây. Các cô gái khai nhận bị đoàn mua từ các tỉnh miền Tây từ đối tượng Phạm Hoàng Em, tự trắng, sinh năm 1989, quê ở Cần Thơ, với giá 140 triệu đồng, đưa về thành phố Hồ Chí Minh giam lỏng tại khách sạn. Hàng ngày, các cô gái bị ép làm gái bán hoa để trả nợ, từ lời khai của các cô gái, công an quận 12 đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi và giữ người trái pháp luật. Các đối tượng khai được Lê Thành Đoàn thuê với giá 7 triệu đồng một tháng, làm nhân viên phục vụ, quản lý khách sạn và trông coi các cô gái. Để thu hút khách, đoàn đã đưa những cô gái này chụp trong tình trạng không mặc đồ và đăng tải trên các trang mạng xã hội. Thời điểm công an kiểm tra và giải cứu 11 cô gái, Đoàn đã nhanh chân tẩu thoát. Gia đình Đoàn là đối tượng chủ chốt trong vụ án, công an quận 12 đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Đoàn. Qua nắm tình hình bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an phát hiện đoàn đang ở nhờ nhà trọ của một người quen thuê ở phường 3, thành phố Tân An. Theo đó vào lúc 23 giờ ngày 25 tháng 5, đội cảnh sát hình sự và công an phường 3 thành phố Tân An phối hợp với công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành vây bắt thành công đối tượng đoàn. Liên quan tới vụ Viện Dưỡng Lão Từ Tâm, chi nhánh Đà Nẵng bất ngờ thông báo dừng hoạt động và yêu cầu người nhà đón các cụ già về nhà chỉ trong vòng 5 ngày. Một số khách hàng cho biết, chỉ chưa đó vài ngày, cơ sở này vẫn tự tin quảng bá thu tiền khách. Anh Phạm Minh Hát, chú ở quận Hải Châu, Đà Nẵng cho biết, ngày 13 tháng 5 năm 2023, anh đóng số tiền 20 triệu đồng để đưa người thân của mình vào viện dưỡng lão từ tâm, cơ sở tại số 22 Morrison, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Thời điểm này, nhân viên quản lý của cơ sở vẫn tự tin cho biết, viện dưỡng lão có thể nhận chăm sóc các cụ già với những lời quảng bá về dịch vụ năm sao có trụ sở ở Hà Nội. Trong số tiền 20 triệu đồng thì 10 triệu đồng là chi phí sinh hoạt chăm sóc cho người thân của anh Hát, còn 10 triệu đồng là phí ký gửi phòng khi các cụ đau ốm cần khi đi bệnh viện. Anh Hát bức xúc, vậy nhưng chỉ trong vòng 5 ngày sau đó, ngày 18 tháng 5, Cơ sở này gửi thông báo đến khách hàng là tạm dừng hoạt động, họ còn tự đưa ra phương án đưa các cụ ra cơ sở Hà Nội chăm sóc. Tôi không hiểu họ suy nghĩ gì và có tình người hay không khi cố tình lừa đảo khách hàng như vậy. Trong báo cáo của Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà gửi Ủy ban nhân dân thành phố có nêu rõ, ngày 19 tháng 5 năm 2023, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thành lập của Trung tâm Chăm sóc Người Cao Tuổi, Người Khuyết Tật Từ Tâm S. Mercyful. Lý do là sau 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập, Trung tâm Chăm sóc Người Cao Tuổi, Người Khuyết Tật Từ Tâm S. Mercyful chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động cho cơ quan có thẩm quyền. Như vậy, ngày 18 tháng 5, cơ sở này đưa ra thông báo tạm dừng hoạt động vì lý do tài chính, cần thời gian tái cấu trúc lại doanh nghiệp. Nhưng thực tế, chỉ sau một ngày, cơ quan có thẩm quyền đã thông báo quyết định thu hồi giấy đăng ký thành lập. Cơ sở này cũng chưa được cấp phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi dù đã ký hợp đồng, nhận từ 10 đến 30 cụ già chăm sóc thu tiền hàng chục triệu đồng mỗi khách từ giữa năm 2022 đến nay. Chưa kể mặt bằng cơ sở này sử dụng ở số 22 Morrison, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng đã bị chủ nhà đòi lại từ nhiều tháng qua. Giám đốc công ty, quản lý chi nhánh hoàn toàn biết điều này nhưng vẫn vô tư quảng cáo, thu tiền của khách. Hiện hơn 10 gia đình các cụ già từng lưu trú tại đây đã có đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng xem xét hành vi lừa đảo của cơ sở này xin được chuyển sang tin tức về tình hình giao thông. Thưa quý vị, từ ngày 3 tháng 6 năm 2023, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội sẽ có hàng loạt lô cốt mọc lên. Được biết, đường Nguyễn Trãi là tuyến trục chính đô thị, có nhiều giao cắt, lưu lượng phương tiện lớn, thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm. Thông tin từ Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội, chủ đầu tư dự án nước thải yên xá. Các vị trí được cấp phép thi công trên đường Nguyễn Trãi là từ ngõ 495 đường Nguyễn Trãi đến điểm giao Nguyễn Trãi Nguyễn Xiển. Khu vực được quay rào thi công gồm đối diện ngõ 495 Nguyễn Trãi và đối diện các số nhà 493, 489, 481, 477, 475, 459 và 445 các phương án kỹ thuật, thu gọn hàng rào do Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phê duyệt để đảm bảo giao thông và đủ điều kiện thi công tối thiểu trong thời gian ngắn nhất, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động của người dân trong khu vực. Thông báo nêu, Ban quản lý dự án sẽ chỉ đạo nhà thầu ưu tiên nhân lực máy móc để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn trả lòng đường cho người dân đi lại. Theo kế hoạch, việc quay rào trên đường Nguyễn Trãi diễn ra vào ngày 3 tháng 6, thời gian thi công dự kiến trong 8 tháng. Từ tháng 8 năm 2022, Sở Giao thông Vận tải đã thí điểm phân làn từ ngã tư sở đến hầm chui Thanh Xuân. Tuy nhiên, việc phân làn tách riêng các phương tiện chưa mang lại kết quả khi ý thức của một bộ phận người dân chưa cao. Còn tại km 210 cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết qua thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, đường gom dân sinh thi công chưa hoàn tất và nước ngập ven đường, ngập hầm chui khiến cho người dân bức xúc và phản ánh. Cụ thể ra sao, mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Đường dân sinh được thi công dọc theo cao tốc để người dân đi lại và băng qua cao tốc bằng các cầu vượt hầm chui. Tuy nhiên, tại km 210 cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết qua thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, đường dân sinh chưa hoàn tất và nước ngập ven đường, ngập hầm chui ở vị trí cách nút giao Ma Lâm chỉ khoảng 500m, khiến người dân bức xúc và phản ánh đến báo lao động. Nước ngập lên láng từ trong hầm ra đường, khiến nhiều người muốn qua cao tốc để vào thăm rẫy, thăm ruộng hay đi làm thì phải gửi lại xe rồi cới đồ lội nước ngập hơn nửa người như người đàn ông này. Còn những người không dám lội thì phải đi đường vòng xa hơn nhiều km. Tuy nhiên, một con đường đi lại từ xưa của người dân lại bị ảnh hưởng khiến ai cũng bức xúc cái hầm chui là lậu tới cũng gần 1 mét rưỡi là bà con qua lại không được rồi cũng ráng cẩu quần cẩu áo mình lậu qua là đi qua nhà qua tròi để mà sinh sống làm ăn chứ giờ nó khó khăn quá giờ sao không có đường đi cái nó thấp quá là mưa mưa của bà con ăn nước nó ngược vô lại với lại mưa nó đổ xuống nữa là người có vườn thanh long gần vị trí hầm chui bị ngập ông chính thường ngày vẫn chứng kiến cảnh người dân hai bên cao tốc gửi lại xe trên bờ, lội nước chui hầm để qua đường, hay có người còn đánh cược cả tính mạng của mình vì muốn qua đường cho nhanh. Những cái lắc đầu ngao ngán vì cuộc sống thường ngày, công an việc làm của nhiều hộ dân tại đây bị ảnh hưởng. Thí dụ như thanh niên rồi thì có thể nó còn để xe bên đây hàng đoàn nó lậu qua đó rồi, thấy đàn bà thì đi không có được. Có nhiều người lại băng qua đường, có người lại đi dưới hầm. Nhiều lúc là chở phân vô rẫy ruộng, làm rãi đồ, rất là khó khăn. Tôi Đề nghị làm sao các nhà là có chức năng là giải quyết cái hầm nước này nó để nó thoát nước để bà con đi qua lại là càng sớm thì càng tốt. Về vấn đề này, ông Phạm Quốc Huy, giám đốc dự án cao tốc Vĩnh hảo Phan Thiết cho biết địa hình hai bên cao hơn so với cao độ hầm chui nên phía dự án đã làm việc với tư vấn thiết kế bổ sung phương án tiêu thoát nước ở vị trí này thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo